Xin kính chào chị em. Đây là chiếc dây Asus thuộc Modern Thampi. Chiếc này có tên là Plaza, dành cho nữ. Modern Thampi thì thường sản xuất hàng để tiêu thụ cho thị trường nội địa Nhật Bản. Đây chiếc dây Asus Stylish Watch Modern Thampi. Chiếc đồng hồ được lắp ráp với ở đây vẫn còn đấy nhá, phía sau này vẫn còn cái nhựa, cái dây bóng bảo vệ. Lắp ráp với máy quắc của Seiko PCM1G loại 3 kim. Mặt số của đồng hồ có màu vàng, vân tia sáng từ tâm đi ra, 3 kim cộng vạch chỉ giờ là mạ vàng, dây vỏ mạ vàng. Đương nhiên là dây vỏ thì có mạ vàng nhưng mà vàng mỏng thôi, nó không phải là mạ vàng dày. Chiếc đồng hồ chúng ta có kích thước khoảng 23 mm. Mới 97-98% chưa sử dụng. Chúng ta sẽ đeo dây như thế này, bạn ngoắc vào đây, bấm vào đây là xong. Khi muốn điều chỉnh, các bạn rút ra đây, bật nhẹ cái nắp này lên, bật như này chẳng hạn, ví dụ đây, tôi bật cái này lên, đấy, chỉ cần thế thôi. Lấy cái nhỏ như cái kim ấy, hoặc kim băng ấy, đấy, không chúng ta lại ấn nước xuống nên là nó sẽ dài ra, mà thích ngắn nữa thì chúng ta đưa lên đây là được. Đây là chiếc Modern Thampi Geassist chưa sử dụng. Tất cả các cạnh còn mới, không có vết xước. Đẹp khoảng 97-98%. Dành cho nữ cổ tay khoảng độ đối với cái loại mặt này thì phù hợp cho nữ cổ tay khoảng 15 đến khoảng độ 17 à 16,5 cm chu vi cổ tay. Tức là nhỏ. Nữ cổ tay nhỏ đến nữ cổ tay vừa thì đeo chiếc này được. Còn thì đương nhiên là dây thì thoải mái, dây muốn to thì nó ra to mà muốn nhỏ nó ra nhỏ, biến hóa được. Cảm ơn chị em đã xem video.